Cái này là khi nào mà nó khó lủ là cháu kéo lê cái này nhá. Khi lủ rồi con cháu đóng lê lại nhá. Cái này bên dưới là khóa xăng này. Còn cái này là ga nhá. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Một ngày mới, hai anh em xin gửi một lời chúc tốt đẹp tới tất cả các bác anh chị mạnh thường quân ở trên kênh Bản Em. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục cùng em Sử đi xuống huyện nhận được một cái phần quà từ gia đình là con của bà An Phạm là gửi tặng tới cho em Sử nhá. Em thì có nghe tên bà An Phạm thì chắc là rất là quen thuộc rồi đúng không? Vâng. Đấy, hôm nay thì là con của bà thì lại tiếp tục dành tặng cho em thêm là một cái phần quà rất là lớn nữa. Vâng. Phần quà này thì cũng rất là ý nghĩa đối với lại em. Vâng. Sử thì hiện tại thì đã biết phần quà là phần quà gì không? Chưa đâu. Chưa đâu à? Vâng. Tại phần quà này thì là cháu Lực cũng chưa bật mí cho em Sử vội cô bác ạ. Tại vì sao cháu Lực chưa muốn bật mí? Thì cháu Lực muốn là tạo cho các em một cái khoảng khắc mà hồi hộp cô bác ạ. Đấy, trước khi mà đi vào mua thì cho cháu Lực xin được phép là thông qua cái số tiền mà bà An Phạm là gửi cho cháu Lực là bao nhiêu cô bác nhé. Hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái khoản là của bà An Phạm là 600 đô là nhân ra 24,9 nghìn là một đô đấy cô bác. Thì là rơi vào là 14 triệu là 900 là 10 ngàn cô bác ạ. Và trong đó thì là 500 đô là nhân với lại 24,91 đô quy ra tiền biệt đấy cô bác là 12 triệu 400 là 50 ngàn. Cái phần này thì là sẽ để em dành tặng cho em Sử của bác ạ. Và một tí nữa đi xuống dưới huyện, nếu mà còn mua còn dư thì bà là gửi cho em Sử là để mua giống là gà của bác ạ. Còn 100 đô là để cho cháu Lực làm cái kinh phí đổ xăng đi lại của ba anh em hôm nay đi xuống huyện, cũng như là cái khoản mà ăn uống này kia nữa cô bác ạ. Đấy, và trước khi mà đi vào mua cái phần quà thì cho cháu Lực xin được gửi một lời cảm ơn tới gia đình của bà An Phạm. Chúc gia đình của bà An Phạm thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Đấy, trước khi mà đi vào nhận cái phần quà thì là Sử gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm nhé. Vâng. Con cảm ơn bà An Phạm đã gửi phần quà này cho con. Con chúc bà thật gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Đấy, ở đây thì là phần quà này là từ con của bà An Phạm là gửi cho các em nhé. Vâng. Là gửi tặng cho em nhé. Vâng. Đấy, phần quà này thì rất là ý nghĩa đối với lại em Sử của bác ạ. Có lẽ là ở trên nhà em Sử thì chỉ có là một đến hai cái đấy thôi cô bác. Và hoàn toàn thì bà con đều làm bằng thủ công hết cô bác ạ. Có lẽ là trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì khi mà cháu Lực lên ghi hình đấy thì là thứ nhất là bà An Phạm có coi được và đến gia đình của bà An Phạm xem thì có thương em Sử là muốn dành tặng cái phần quà đấy cho em Sử. Cái phần quà đấy thì là bây giờ sẽ xin mời các bác cùng với lại cháu Lực với lại em Sử đi xuống dưới huyện để mà mua cô bác nhé. Ở đây thì là cháu Lực muốn là đi tận nơi để mà lựa chọn. Cháu Lực gửi lên cũng được thôi cô bác. Đấy, tuy nhiên là gửi đi thì sợ rằng là máy móc nó bị làm sao thì là gửi xuống thì lại mất cái tiền cung nó này kia mọi cái. Cho nên là muốn là cho em Sử là tận đi xuống tận nơi để mà lựa chọn luôn cô bác. Và đồng thời thì cũng ghi hình lại cho tất cả các bác cùng xem là hôm nay hai anh em sẽ nhận phần quà gì từ bà An Phạm cô bác nhá. Xin cảm ơn cô bác rất là nhiều. Bây giờ thì xin mời các bác theo dõi hết video ạ. Cái thời tiết hiện tại là tranh thủ là đang nắng cô bác ạ. Cho nên là khi mà cháu Lực nhận được tiền của bà An Phạm thì cháu Lực sẽ cùng em Sử là đi mua luôn cô bác. Trong thời gian vừa rồi thì chiếc xe của em Sử đang đi thì cũng được là bác Tiên là bác ấy gửi tặng cho em Sử. Thì có chiếc xe như vậy thì là những lúc mà mấy anh em đi lấy đồ gì quá thì có phương tiện để mà đi lại mọi thứ nữa. Có lẽ là phần quà mà chiếc xe máy rất là lớn với em Sử thì cũng nhận được ít nhất là tầm được là 4 tháng rồi cô bác ạ.
mấy anh em vừa đi thì cháu Đức sẽ vừa ghi hình lại cho các bác cùng xem những cái quãng đường, những cái khung cảnh ở trên quê Hà Giang của cháu Lực cô bác ạ. Và hiện tại thì là mấy anh em đang đi vào một cái con đường mà một cái rừng thông rất là lớn của bác. Cái rừng thông này thì đến buổi đêm đi thì rất là sợ. Ở đây thì cũng đã có những cái vụ mà đã bị cướp giật là tài sản là ở những cái chỗ này này của bác này. Đấy, cho nên là nếu mà tối quá thì là cháu Lực sẽ ngủ lại ở dưới huyện và đến ban ngày thì cháu Lực mới di chuyển là đi về các bác. Cái điều đấy, điều mà cướp giật đấy thì khi mà nó xảy ra thì chắc chắn là bên chính quyền luật pháp người ta sẽ vào cuộc ấy. Tuy nhiên thì là mình nên tránh cái bản thân của mình. Người ta cướp của thì còn đỡ, chứ người ta mà cướp và còn giết thì là còn rất là nguy hiểm. Ở đây thì từ độ là 10 năm về trước thì có cái trường hợp này mà nó xảy ra rồi đấy cô bác. Có những người thì còn là con gái đấy cô bác, đi làm về thì còn bị cướp, xong là còn bị hiếp luôn, rất là ghê. Con đường này thì là đến buổi đêm thì hầu như là ít người mà dám đi đi qua cô bác ạ. Bây giờ thì mấy anh em thì sắp đến gần đến cái đường quốc lộ rồi. Từ cái chỗ đoạn này là lên vào nhà của cháu Lực, trên cái khu mà cháu Lực đang ở đấy cô bác, thì là xe khách người ta sẽ không có lên, cho nên là bắt buộc là từ chỗ này lên là mấy anh em là phải dùng xe máy để mà chở rồi. Thì chỉ cháu Lực chỉ có gửi là từ giấy huyện là đi vào đến đường quốc lộ thôi. Đấy, sự thì mỗi lần đi xuống huyện thì cảm giác như là nhìn em ấy rất là vui cô bác. Cứ mỗi lần xuống là đem một phần quà rất là lớn và rất là ý nghĩa về tới cho gia đình của em. Đấy, đi thì xe cộ mọi cái thì cũng em ấy cũng lắp gương này, đội mũ đầy đủ khi mà tham gia giao thông nữa. Đi lâu lâu thì mới gặp là một cái con xe thôi. Đây là còn ban ngày đấy các bác nhé. Hồi buổi sáng nay thì là mấy anh em có nấu cơm, ăn cơm ở nhà mọi cái rồi, xong thì mới xuống. Đi đường chỉ cần đi đường chỉ có là mua nước để mà uống thôi. Thời tiết nắng nóng như này thì chắc chắn là đi sẽ khát nước rất là nhanh. Đấy, có lẽ là bây giờ cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm nữa các bác ạ. Đi xuống dưới huyện cháu Lực sẽ ghi hình sau. Hai anh em lại tiếp tục là đến cái quán mà hôm nọ là mấy anh em mua máy cày rồi các bác ạ. Hôm nay thì là cái phần quà mà gia đình bán Phạm gửi tặng cho em là một cái máy tuốt lúa với lại một cái máy tách hạt ngô. Đấy, bây giờ thì là hai anh em mình đi xem là máy tuốt lúa là loại nào nhá. Chú đang bận à? Không, xong rồi. Xong rồi à? Đây, hôm nay ông lại gì ra đây? Hôm nay lại có duyên lại xuống đây gặp chú rồi. Ok. Được, các bác yêu quý lại xuống đây gặp chú rồi. Thế nhà mình thì có máy tuốt lúa thì là loại này hả chú? Ở đấy của nó đi 6.8. Vâng. Thế còn như ngoài máy tuốt lúa ra thì có cái máy mà máy tách hạt ngô không chú? Máy tách hạt ngô kia của nó là đi 2 triệu và một loại là 1.6 triệu. Vâng. Đấy. Kia là máy tách hạt ngô loại kia đúng không? Đúng rồi đấy. Máy tách hạt ngô kia. Vâng. Chính này chứ không ấy. Vâng. Thế thì hôm nay cho xuống thì lấy một cái máy tuốt lúa với lại một cái máy tách hạt ngô. Ok, ok. Đấy, nhập cái này cho vào vứt vào bao thôi. Trên nhà của Sử thì hầu như là còn làm bằng thủ công rất là nhiều nhỉ. Vâng. Đấy, không dùng bằng cái hộp mà gỗ này các bác này đập xuống thôi. Đây, trong thời gian vừa rồi thì cũng được là gia đình của bán Phạm là theo dõi. Thì trong thời gian tới thì lại cái mùa vụ mà gặt sắp tới thôi, là muốn gửi cho em Sử là thêm một cái máy nữa. Chú lấy cháu một cái máy tuốt lúa về. Ok, ok, rồi. Lắp cho cháu là nổ xong mọi cái. Thì một tí cháu sẽ lấy về. Còn cái máy bóc hạt ngô thì là ở đâu chú? Sử có biết là máy bóc hạt ngô không? Không biết đâu. Không biết đâu à? Thế thì để một tí nữa chú sẽ giới thiệu về cái máy bóc hạt ngô cho. Vâng. Lấy cái nào lấy. Vâng. Đó, lấy cái này thì nó dày, nó dày dặn, nó sạch. Thế nhưng mà cái cách dùng của nó thì là mình dùng như thế nào? Sạch từ đây rồi. Sạch hay không sạch là do cái tăng trình này. Vâng. Thế còn là cái motor đó. Motor là mình mua riêng hay là nó không, là nó chọn gói rồi? Nó chọn gói rồi. Chọn gói rồi à? Okay. À, thế là chú lấy cho cháu cái này nhá. Rồi rồi nhá.
Nhà sử thì có phải mua thêm dây điện không nhỉ? Hả? Chắc là phải mua thêm là mấy mét dây điện thì lần sau thì mới có là cái cắm cái kia để mình cắm ra ngoài. Đấy. Còn như cái máy tuốt lúa thì là mình không còn phải là dùng mình không cần là dùng đến đến dây điện. Cô ơi, chắc cắt cho cháu mấy mét dây điện chưa đi cô? Lấy cho cháu độ tầm là 20 mét đi. Máy kia kìa. Máy kìa. Máy này. Vâng, mấy bóc hàng ngô này. Vâng. Vâng, đây cháu tầm độ 2 mét đi. 2 mét à? 20 mét này. Để kéo từ trong nhà của Sử là ra đến ngoài. Có cái ổ điện nào đúng không cô? Có, ổ điện. Phích điện. Vâng. Nấu cả ổ và phích thì được. Cháu lấy cả phích cả ổ điện nữa. Okay. Tiện là xuống đây thì lấy luôn một thể. Cái phích điện nhà cô thì để đâu? Bên kia đúng không? Ở đây Sử đi chọn đi. Ở đây thì có rất là nhiều những cái đồ điện tử của bác ạ. Như máy cày của Sử thì Sử là muốn mua thêm là một cái lưới kia đúng không? Cái lưới kia đâu đúng không? Thế thì Sử đi chọn đi. Dạ. À đây. Có vẻ là các chú đang sửa thì khá là ổn đấy các bác ạ. Sử xem là lấy chọn đi, lấy ổ nào ấy. Lấy cả phích cả ổ nữa. Đấy, đây là cái phích. Rồi cái ủ là cái này này. Đấy. Cái này thì nó sẽ cắm được nhiều lỗ hơn. Loại 3 rác không có, loại 2 rác không có. Này là bây giờ là phải chọn cái này à Sử ơi, cái này đúng không? Thế Sử chọn đi. Xem là mua thêm mấy cái này nữa. Tại vì là hôm nọ Sử có nói rằng là có mỗi 3 cái thôi cô bác. Sử là muốn lắp thêm 4 cái. Thì hôm nay là tiện thể là cái phần cái khoản tiền của bà An Phạm ấy là 12 triệu đấy cô bác, thì có được hơn 12 triệu đấy. Thì là sẽ mua cho em thêm là một số đồ nữa. Đây đây. Đây. Đây là phải có cái đúng khớp của nó ấy nhỉ. Đây là đang ra số máy đấy. Đấy, đủ đúng không? Nhưng mà cái bên này thì có vẻ như là dùng cái lưới lắp đen được không? Dùng cái lưới đen được không? À cái lưới đen này như là hơi ngắn nhỉ? Chọn được chưa? Nhưng mà 9 cái đúng không? À Sử lấy 10 cái đi, lấy 5 cái ngửa bên kia, 5 cái ngửa bên này thì nó mới đủ được. Đây. Đủ 5 cái chưa? Bên này đủ. Bên kia đủ 5 cái đúng không? Nghe đồ đạc thì vào trong này thì là mình cần được cái gì thì khắc vào chọn được không bác. Còn về những cái máy móc ấy thì là cần tư vấn thì là các chú mới tư vấn cho. Đủ chưa? Đủ lên đi. Chú Dũng ơi, bây giờ chú nhấc ghế đầu nó ra nổ cho cháu đi. Ok. Sử ơi, cầm cái này ra bên này. Sử ơi, tí mới biết là gửi tiền. Cả cái dây điện nữa. Cầm hết không? Tí mới biết là gửi tiền. Không phải tí quên. Cứ để đây, là cô mình nhập thôi. Đây, cứ để đây, được, để đây đi. Hay để bên đấy. Bên đấy, vâng. Hôm nay thì lại có duyên lại gặp chú thêm một lần nữa. Đấy, vẫn bảo dưỡng cho khách chưa kìa. Đấy. Còn đang bảo dưỡng rồi không? Đấy, đang bảo dưỡng cho khách hàng đấy. Thế chú bây giờ bảo các anh lắp cho cháu nhanh nhanh một chút nhá. Rồi, ok. Thế mà một tí kịp thì sẽ gửi xe đi về luôn. Thoải mái, đây nhấc ra cái là xong rồi mà, có cái gì đâu. Vâng. Máy tuốt ở trên đấy. Máy tuốt à? Một máy tuốt, một máy tẽ hạt ngô. Cái máy này thì là nếu mà cứ không nó không lên là cứ xuống đây là chú khắc bảo nếu trục trặc thì về máy nổ cầm đây cho chú. Vâng, chú. Đấy, anh em đây còn không bị gì nhưng mà
vẫn gọi điện xuống để bảo dưỡng cho nó chuẩn đấy. Vâng. Chỉ cần gửi đầu máy xuống là đúng được rồi, đúng không? Đúng rồi. Cái quán của chú thì cháu mới cũng đã xuống là mua rất là nhiều lần rồi các bác, cũng được các bác là yêu quý với các em và mua cũng như là mua ủng hộ chú, thành ra là gửi cho các em luôn. Đúng rồi. Chú thì cũng đã lấy cái giá cả mà rất là hợp lý thôi các bác ạ. Thì giờ có phải một mình nhà chú bán đâu, nhiều nhà bán cho nên rồi. Thôi ví dụ đáng người khác làm 200 thì làm chỗ cháu 50 thì là xong, có gì đâu. Thậm chí là chú còn mất thêm đấy các bác. Nếu mà mua cho bản thân của cháu được thì nó là một giá khác. Còn cái này là được các bác là yêu quý gửi cho các em thì nó lại một thêm một cái giá khác nữa. Hay một cái giá nó mềm hơn. Cái kia là cái đầu nó là đến nhà mình mới lắp chứ chú nhở? Hay là lắp ở trên xe đi luôn? Giờ về nhà mình lắp chứ, lắp vào vâng. Chỉ cho mỗi đầu nổ nhớt nhớt để xăng này nổ thử phát vâng. Là xong thôi, còn cái kia là chú nhặt đầy đủ rồi. Bây giờ là giá nó còn đang mềm tí nhở? Bây giờ chưa vào vụ online mai vào vụ nó còn mắc hơn đấy. Nếu mà mấy đứa vào cái mùa vụ mà gặt với cô bác thì còn lại mắc hơn. Nó vẫn phải chênh nhau đến 200-300 nghìn. Vâng. Bởi vì thứ nhất là vào vụ bao giờ nó vẫn bị đắt hơn một tí. Vâng. Giờ ngày 3/8 đói thì gọi bán cho nó có hàng. Vâng. Cũng tiện thể là trong cái lúc mà còn đang giá còn đang mềm các bác là xuống mua luôn, chứ mấy nữa mà đến cái mùa vụ của bà con mà gặt ấy, chứ không chỉ không hẳn là mình quán của chú lên giá đâu, mà là tất cả các quán nó đều là lên giá hết các bác. Bởi vì cái đấy là mình nhập từ Trung Quốc về thì giá nó không căn cứ nó vào tiền tàu, nếu tiền tàu nó lên thì lại phải bán lên theo. Vâng. Nhưng mà cái máy này thì nếu mà để máy này thì của hàng Việt Nam thì có không? Đầu nổ của Việt Nam mình, đầu nổ là của Việt Nam. Tuốt là của Trung Quốc. Thế là cái khung tuốt của Việt Nam mình không sản xuất được. Nếu hàng Việt Nam mình sản xuất ra nó phải là 11 12 triệu ấy. Vâng. Còn ra đến 7 triệu thì Việt Nam mình bó tay không làm nổi. Vâng. Thế là cái đầu nổ nó là của bên Việt Nam, còn đầu thân của Việt Nam mình. Thế thì cháu Lực xin được nói với lại các bác một chút các bác nhé. Chứ để tránh các bác nói là hàng Trung Quốc. Còn cái máy đầu ở trên này này các bác này thì sau đấy là của bên Trung Quốc. Thì loại Trung Quốc thì nó là phổ biến hơn, thành ra là nếu mà hỏng ấy thì là nó sẽ có nhiều đồ đạc để mà sửa chữa hơn nhiều các bác. Còn là cái đầu nổ của nó thì là sẽ của bên Việt Nam. Đây này vẫn phải bảo dưỡng từ sáng đến giờ cho khách hàng đấy. Vâng. Mà người ta mua 2-3 năm rồi hôm nay đem xuống bảo dưỡng. Mua 2-3 năm rồi thì bây giờ mới sửa đúng không? Đấy, mới bị là đem xuống để bảo dưỡng cho mọi người đấy. 3 năm rồi. Chạy. Cái đồ mà đồ bằng Honda, đồ xịn thì chạy được rất là lâu á. Nếu mà cái đầu nổ là thường là cái loại này đúng không chú? Có phải không? Đây chú lấy đầu đắt đây đầu. Cái đầu này đúng không? Đầu đắt đây còn đầu rẻ của nó kia. Loại này là đầu rẻ đúng không? Loại đấy còn rẻ hơn nữa. Đây hàng Việt Nam mình đây. Đây đầu này là đầu đắt của bác nhá. Một tí nữa chỉ cháu lực xe lấy cái đầu này để mà đi cho em xịn. Đầu này là cái đầu mà máy nổ lúc nào mà mình không dùng đến ấy, thì mình bỏ ra. Đây còn cái này là nguyên hộp đây à, đúng đấy, à? Nguyên đai nguyên kiện đây còn là nguyên siêu luôn các bác nhá. Cái này thì có phải mua thêm kèm nếu cái gì không chú? Không phải mua thêm, không phải mua à? Cho đầy đủ hết cả nhớt rồi nhớt rồi. Vâng. Bây giờ về nhà là mình cứ đổ xăng đổ xăng vào chạy thôi. Ở đây là vẫn test thử cho đầy đủ. Vâng. Đấy, còn cái loại máy tuốt này của bác này thì là bà con là đa số là dùng bằng cái đầu máy xăng là nhiều hơn. Máy dầu cũng dùng nhưng mà máy dầu nó lại còn đắt hơn nữa. Máy dầu đắt hơn chứ? Máy dầu đắt hơn mà làm nó nặng ấy. Vâng. Nó nặng lắm. Cái đầu này thì là nó nhẹ hơn đúng không? Nhẹ xăng nó nhẹ hai cân. Vâng. Lớn hay bé hoặc là người già cũng vẫn làm được. Vâng. Nhẹ nó dễ làm. Này tầm bao nhiêu cân chú đầu này? Vâng, vâng. Tí là tí một tí là lắp cái trong cái trục này vào à? Trục này. Mà bu li à, lắp luôn mà. Cái này nhất lên thì độ tầm mà bao nhiêu lâu thì thay một lần? Mình tốt được tầm mấy vụ thay một lần? Một vụ à? Tại vì là vì sao là một vụ là thay một lần các bác? Ruộng thì cũng không có nhiều nhưng mà chắc chắn là mình vẫn phải thay, tại vì là mình để lâu đấy. Nếu mà mình cứ gọi là tuốt liên tục thì chắc là tầm độ là 2-3 tháng thì mới thay. Đấy, nhưng mà một vụ thì nhà sử là khoảng tầm là gặt bao nhiêu lâu thì xong? Chà, có máy thì sẽ
năm đến bốn hôm được. Năm đến bốn hôm à? Đấy, nhưng mà nếu mà gặt được một hôm mà nó ruộng nó gần nhau ấy thì là tập kết một thể là chắc có khi là tầm độ một ngày là hết. Một ngày mà nếu mà đủ người mà công suất của nó thì chắc là phải tầm trên làm hơn 100 bao á. Là ruộng là xử thì làm gì mà được 100 bao đúng không? Không được đâu. Rồi bây giờ thì đang đợi các cô với lại các chú lắp máy để cho nó lên. Đấy, lúc đầu thì nói với các bác, thứ nhất thì cũng vừa là tạo cái sự hồi hộp, và thứ hai thì cũng kể cả cho các em xử nữa. Xử thì đến hôm nay, đến đây thì mới biết là đi mua máy. Thậm chí là đến quán thì cũng không biết là mua đồ gì nữa. Đấy, cái này thì một tí sẽ lại để vào đây. Một tí lắp vào máy luôn được không cô? Lắp luôn vào máy để cho nó dễ nhỉ? Chứ không còn... Lắp vào cùng một máy thì line nó hơi vất. À, nó bị nghiêng nghiêng đúng không? Xuống đây thì cảm giác như là nóng hơn ở trên nhà của mình cái sự nhà. Vâng. Sau cái thời gian thì hiện tại là cô là lắp xong đúng không á? Sử thì thấy là có, nếu mà có máy tốt lúa thì có thích không? Có ạ. Có à? Vâng. Ở trên nhà Sử thì Sử đã đi làm cho ai mà nhà nào có máy tốt lúa chưa? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. Khi mà em làm cho nhà của người ta có máy tốt lúa thì em có mong ước rằng là mình có một cái máy tốt lúa cho gia đình của mình không? Không được. À? Không được. Không á? Vâng. Tại vì sao là không có bác ạ? Thứ nhất là em cũng biết là hoàn cảnh là không có tiền đấy các bác. Để mà mua được cái máy này thì có khi là em mới phải đi chặt bao nhiêu bó củi đi lên trên rừng nữa thì mới đủ được. Năm rồi cái gì vào đấy lên lồng thôi. Cái này thì liệu là không biết là mang lên trên quê thì nếu mà người ta thuê thì có cho thuê được không? Mình không đi làm thuê, làm thuê làm gì, mấy phút mình không đi làm thuê. Bây giờ máy này thì phục vụ cho gia đình thôi. Cứ một vụ là dùng xong là mang đi cất, giàu nhất mọi cái. Cái này là về có phải chạy nước đao chú chứ không ấy chứ? Chỉ có máy tốt rồi đúng không? Đây nhá, cái này cô bảo này. Cái này là khi nào mà nó khó lủ là cháu kéo lê cái này nhá. Khi lủ rồi là con cháu đóng lê lại nhá. Cái này bên dưới là khóa xăng này. Còn cái này là ga nhá. Đây này, nhìn là có hướng dẫn ở đây này. Con thỏ thì chạy nhanh là mình sẽ ga bên này. Ga chậm ở bên này. Đây là công tắc tắt mở nhá. Chưa? Vâng. Còn đấy trong quá trình làm là chỉ có kiểm tra nhớt nhá. Nhớt là mình chỉ cần đổ đây đúng không cô? Nhớt là đổ ở đây. Khi mình để máy nguyên như này mà mình đổ nhớt nó ra đến đây là được. Đừng có nghiêng như này, cứ chất là nó đầy nhiều quá nó sẽ khói máy. Nó ra khói đúng không? Còn cái này là cái để mà mình làm xăng. Cái này thì một lần mình dùng thì được tầm bao nhiêu lít hả cô cái này? Cái này nó phải được khoảng 4 lít. 4 lít à? Ừ. 4 lít thì chắc là chơi nhiều là cả đấy. Ngày rồi. Đúng rồi, làm cả ngày luôn. Còn vừa rồi thì các chú gọi là nhấc vỏ ra đầy đủ thôi. Cái máy tách hạt ngô thì xong chưa chú? À xong máy tuốt à? Xong cái phần máy tuốt thì nhặt đồ à, thôi. Vâng. Máy tuốt cho nó gọn là. Đấy, còn là cái máy tách hạt ngô thì là cái này cô bác ơi. Máy tách hạt ngô thì cũng đơn giản thôi. Mình chỉnh ở đây này, xong rồi cho ngô vào đây. Đấy. Đang lâu quá ấy. Để lâu quá nó bụi đây nhở. Đấy, còn về cái máy tuốt thì cách dùng thì cũng rất là đơn giản cô bác. Cái này thì cũng rất là nhẹ thôi. Còn mỗi cái đầu máy thì sẽ hơi nặng một chút. Đấy, bây giờ thì các chú đang kiểm tra xem là đủ đồ đạc chưa. Nếu mà đủ thì sẽ là lắp ráp xong là đem về thôi các bác ạ.
Đấy, bây giờ thì cháu được sẽ đi vào và đến cái phần lại cái phần quan trọng rồi các bác, cái phần mà chuyển khoản cho chú. Đấy, có thể là ở đây thì thực sự các bác ạ, sẽ có rất là nhiều các bác cũng thắc mắc rằng là tại sao cháu được không gửi tiền mặt. Thì quán mình cũng rất là xa xôi, cháu được không có tiền mặt, cho nên là cháu được bằng cách là chuyển khoản để cho nó tiện hơn. Cô ơi, cô cộng với cháu cả cái này nữa cô. Cháu cho cháu chuyển luôn một lần này. Cộng cả cái này nữa. Cái này là 5 cái, 10 cái. Đúng rồi, 10 cái lá phay. 10 cái lá phay, một ổ điện, một phích điện. Dây điện trước nhá. Rồi. Dây điện là 20m này. Rồi. 180.000. Một ổ kia. 50. Phích nữa không? Có cả phích. Phích bé à? Vâng. 50.000 nữa. Cộng với lá phay là mấy cái? 10 cái. 10 cái. 10 cái lá phay. 10 cái là bán 180 lấy 170 nhá. Vâng. 170. Không mua ốc à? Không, à có chứ, có ốc chứ. Sứ ơi, nhặt ốc đi sứ. Nhặt thêm là 10 con ốc nữa thì mới đủ chứ. 10 con ốc nữa. 20.000 ốc à? Vâng. 16. 38. Đây cho chuyển cho cô nhé. Cái này là tổng là tất cả là 170 à cô? À nó nguyên cái này là 170 đúng không? Đây 360 này. Tổng đầu tiên đó. Nó đi lắp máy tẽ ngô đi về đấy. Sửa. Mình cứ nhặt cái đồ nó đấy là. Cái dây con loa đúng không? Ừ, dây con loa mấy chuốc à bạn. Ô đâu rồi, sử đem cây cua vào đây nhặt. Sử lấy ốc chưa? Chưa. Chưa đâu à? Nhặt ốc. Cái máy cua, máy tẽ ngu kia. Đó ngoài đây. Đây, cho vào đây để lắp máy tẽ ngu. Tẽ ngu đâu? Đấy, cái máy tuốt lúa thì đã xong rồi các bác. Bây giờ thì đến cái máy mà tẽ ngô lắp cho nó lên nữa thì là anh em thì cũng ra bên kia để mà ăn uống rác rồi xong thì nếu mà xem là đường xá nó về được thì sẽ về. Còn những cái máy này thì là sẽ để mà gửi ra đến đến cái chỗ mà đường mà đi vào chỗ lực thì sẽ để mà trở lên sau. Ấy vừa rồi là suýt nó quên ốc ấy nhờ. Ấy ốc rơi một cái cô. Tính không đủ. Không phải đâu. Đây cô cho cửa luôn. Không về một tí nữa đến nhà là cái ốc này ở trên xá thì không có đâu ấy. Cái máy té ngô này thì nhà xưởng mà làm một vụ ngô chắc té được tầm là nửa ngày chắc là hết luôn đúng không? Thế thôi, loại này chắc lửa buổi thì hết tất. Nửa buổi là té hết xong cái ngô rồi. Đấy, cái này là cái điều chỉnh của nó đấy, sửa rồi. Cho nó sạch hẳn vào đây. Đấy, sạch vào đây. Cho nó bình thường thì vào đây. Đấy. Cái máy này thì là gia đình cho nó cũng có rồi cho nên là cho nó cũng biết là cách sử dụng rồi. Đấy, tất cả mọi cái linh kiện khi mà những cái đầu máy ấy lấy ra thì đều có trong vỏ hộp hết cô bác nhé. Bây giờ thì đợi anh lắp xem nó nổ. Cho nó nổ rồi xong thì là kiểm tra xong rồi cô bác. Những cái đầu máy này là đầu máy làm bánh rồi chú, đầu này. À. Những cái máy này thì là máy để làm đậu phụ hay sao cô bác ạ? Đây, nếu mà mai về thì gia đình kia trở về thì là một đống đồ rồi nhỉ? Vâng. Cái này thì lắp, khi mà lắp thì lắp ở đây chú nhỉ, ốc ở đây nhỉ, mình cứ cho vào thôi. Thôi bây giờ lắp luôn không? À cái con này thì lắp luôn à? Lắp luôn không, về sắp luôn không dùng. Vâng. Cầm cả lên ra mà uống.
Vâng. Hả? Không, em không hút thuốc. Đấy, vừa rồi thì là mấy anh em là ở bên kia là máy móc thì là xong kiểm tra xong một cái rồi cô bác ạ. Thì tiện thể là ra bên này uống nước một chút. Cho em hai cốc xoài dầm anh nhá. À đây có một con mèo thần tài này. À, có cả tiền đấy, đùa đâu. Anh ơi, cái này anh có sợ là khách nó giật đi à? Hả? Có cam không? Đây có cam không anh? Ôi thôi có thì anh em mình thôi đi xuống dưới thôi. Anh em mình lựa chọn một cái điểm ở đấy để mà có điều khiển, có điều khiển anh không anh? Có bán. Đâu? À. Đây này, bán xong rồi. Đây đây em có rồi. Anh em mình ngồi chỗ nào có view view nhỉ? Ở đây đi nhỉ? À dưới này, dưới này. Nhưng mà ngồi chỗ nào có quạt tí, ra bên kia mới có quạt. Cái này có quạt này, bật trước một tí. Sở thì hầu như là mỗi lần mà đi xuống huyện đấy các bác thì đều là cháu Lực đều đưa em ấy đi ăn đi uống một chút. Ở đây thì là dưới cái trung tâm ở huyện rồi các bác ạ. Sở thì vào đây thì có thấy đẹp không? Có. Ở đây khác ở trên xã không? Có. Khác rất là nhiều nhỉ. Ở bên này thì cũng người ta cũng trồng hoa mọi cái đây. Đây dưới kia là đường lớn rồi. Sở ban đêm thì vào chỗ này là đẹp lắm này. Kia có cái tivi to này. Kia là TV to này. Cháu được thấy là du khách hay ra đến những chỗ mà cột km số 0 kia của các bác này để mà chụp ảnh. Ở bên kia thì cũng có thêm là giáp rất là nhiều những cái dàn này. Ở đây thì mình nhìn thì gọi là đẹp rồi, nhưng mà đến thành phố thì nó lại khác hơn. Đến thành phố thì nó lại đẹp hơn. Đây, nhưng mà anh em mình chưa có chuyến nào đi xuống thành phố, lúc nào mà có chuyến nào ấy thì là anh em mình đi một chuyến nhá. Anh em ngồi đây uống nước một tí. Di chuyển là một ngày thì cũng thấm mệt rồi đấy nhở. Nhưng mà cảm giác là khi mà xuống đây mua được những cái máy cày thì những cái máy những cái đồ mà cho em thì cảm giác là như thế nào? Vui đấy. Vui à? Vâng. Bây giờ thì anh em mình đợi một chút nữa thì mới có nước sau. Ôi trên này thì khá là mát cô bác ạ. Mấy lần trước thì anh em lên trên quán tiết trên đỉnh đồi kia cô bác đấy, nhưng mà cũng trên đấy thì em xử cũng đã đi rồi. Thế thành ra là không có đi nữa và cũng xa nữa. Lên đây cho nó gần hơn. Đây thế gồm là một cốc là hoa quả dầm này, cho một tí đá nữa nó sẽ mát một chút. Sử có biết là cái cốc này là nó là làm như thế nào không? Đây là không biết à. Đây thì gồm có một chút xoài này, một chút một chút lê này, một chút táo này, một chút là dưa hấu nữa, đầy đủ các loại. Trộn nó lên, trộn với lại sứa nó lên một chút nha. Còn bây giờ thì xin mời tất cả các bác là cùng mấy anh em uống nước các bác nhá. Ngồi cắn hương dương đi một tí nữa là mấy anh em cũng lại đi về rồi. Dạ, sẽ ăn thử một miếng em cắn nhá, đáng như nào. Cho đá vào mắt nhá. Lâu lâu thì hai anh em mới xuống huyện có một lần đâu bác, chứ không xuống suốt được. Có công việc nào thì mới xuống, còn là không có việc thì cứ ở trên bản là hàng ngày là đi tới những cái hoàn cảnh mà chú Đức đang đi chia sẻ thôi. Cũng rất là mong trong thời gian tới đấy, những hoàn cảnh mới mà chú Đức chia sẻ lên các bác sẽ được sự yêu quý của các bác giúp cho những hoàn cảnh mà chú Đức đang đi chia sẻ nhé. Cho đá vào thì nó mát thôi. Cho xin mời quý anh vào bước chân anh chị. Nơi vào cùng mấy anh em ạ. Sự thì nếm cái cảm giác là tả là cảm giác như thế nào? Ăn có giống quả không? Có. Có à? Cái kèm thêm những cái vị gì Sử có biết không? Không biết đâu. Kèm thêm một ít sứa nữa. Còn phần quà hôm nay thì cũng rất là đặc biệt gửi tới cho em Sử của bác ạ. Nên là cháu được cũng xin được một lần nữa được gửi cảm ơn tới gia đình của bà An Phạm. Chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà trong thời gian qua đã luôn luôn yêu quý tới em Sử. Đây có lẽ là cái thước phim này cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu được cũng xin được kết thúc cái thước phim này thôi các bác.
và hẹn gặp lại quý ông bà và chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bạn. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà và chú anh chị.